đây ạ. Hôm qua em học bài cũ thế nào? Em thầy cứ hỏi đi ạ. Bon Bon TV. Chưa đến giờ mà. Lúc nào chị cũng muốn học. Là đến 8 giờ thì đây này. Chị có dậy không? Ôi dối, bây giờ làm gì đến 8 giờ. Để chị ngủ tí nữa. Chị đưa xem đồng hồ xem. Chị dậy đi. Chị buồn ngủ quá đi mà. Nó bảo chị, rồi chị dậy đi. Chị không học được chị buồn ngủ. Chị dậy đi. Quên. Đi nào. Ngủ tí không cứ bắt dậy. Lúc nào thì cũng gọi chị dậy cơ. Lúc nào thì cũng đi mà. Buồn ngủ chết đi được ấy. Thôi, ngồi đây đợi thầy đi. Hôm sau không được gọi chị dậy đến đâu đấy. Em làm bài tập chưa? Cho chị xem đi. Cho chị một bài tập chị xem đi. Không, lúc nào chị cũng muộn. Lần này đi thôi. Không. Chị tin cho chị lên bảng thì làm sao? Chị thầy giáo phạt thì làm sao? Ai bảo gì? Không học. Thì chỉ chỗ này đi. Nhanh lên, không để thầy giáo đến. Mây. 3 cộng 4 bằng mây. Bằng 7. Bằng 7 à? Rồi, ok. 7 chưa bằng. Nhìn lên 7 trừ 3. 7 trừ 3 bằng 4. 4 đúng rồi. Chị làm xong rồi. Tí nữa thầy giáo đến. Em lên bảng nhé. Lên. Lúc nào em cũng phải lên bảng hết. Sao hôm nay thầy lâu đến thế nhỉ? Thì đợi thầy tí chứ sao. Nhanh đến để về chị còn ngủ. Sao chị suốt ngày ngủ đấy? Lúc nào chị cũng buồn ngủ cả. Em thầy chào các em. Chúng em chào thầy ạ. Chúng em chào thầy ạ. Các em đến lớp học bài rồi à? Vâng ạ. Để vào bài học ngày hôm nay thì trước tiên thầy sẽ kiểm tra bài cũ các em nhé. Không, em không lên đâu. Không, lúc nào em cũng phải lên bảng rồi. Chị lên bảng đi. Không. Không. Hôm nay thầy lấy tinh thần tự giác của các em. Bây giờ ai sẽ là người lên bảng trước để thầy kiểm tra bài cũ? Bạn Bon à? Bạn ạ, à, lúc nào cũng chưa lên bảng, cứ bắt em lên bảng thôi. Thôi được rồi, thế hôm nay thầy sẽ mời chị lên bảng trước. Lên để thầy kiểm tra. À, em đây ạ. Hôm qua em học bài cũ thế nào? Thầy cứ hỏi đi ạ. Thầy kiểm tra bài cũ nhá. Vâng ạ. Bây giờ 1 cộng 1 bằng mấy? 2 ạ. 2 cộng 2 bằng mấy? Em không. Bằng 4 ạ. 4 trừ 1 bằng mấy? 3 cộng 7 bằng mấy?
Em không nói. Em không nói. Em phạt chị rồi. Em không nói. Thôi được rồi. Hôm qua vậy là chị không học bài đúng không? Được rồi, hôm nay thầy sẽ bắt về làm trực nhật cả tuần nhá. Em sai có mỗi câu. Nhìn như thế là tôi biết chị không học bài rồi. Em sai có mỗi câu mà thầy phạt em đi lao động cả tuần. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.